Ủa anh gà chưa tới hả? À. Rồi bây giờ mà. Bây giờ tụi con bây giờ chúng ta ra xe. Bà lên xe chờ, bà chờ thêm hai người nữa tới rồi chúng ta khởi hành. Hai người nữa. Đang vắng hai người. Thôi vắng ba người chứ. Đây bà cảm ơn lên xe. Lên xe, có sổ cho hộp sổ cho mấy trăm tiền. Bé là muốn ăn, ăn thì bé đó, bé là chưa ăn, muốn lên trên ăn cũng được. Đây. Rồi đi lên đi. Lên chứ. Khang ơi. Rồi, con vô đây thôi.
rồi 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 r